bác sĩ có thể liệt kê một số các loại van tim đang được sử dụng và cái chi phí để chúng ta chi trả cho các cái van tim này như thế nào? Hiện nay để tiến hành phẫu thuật thay van tim cho người bệnh, các bác sĩ phẫu thuật tim mạch có thể sử dụng các loại van sinh học, van cơ học, van tự thân. Việc quyết định sử dụng loại van nào thì các bác sĩ phẫu thuật sẽ căn cứ vào tuổi, vào các bệnh lý khác, phụ thuộc vào tài chính của người bệnh để quyết định tiến hành chọn lựa loại van nào tốt cho người bệnh cần thay van tim. Về cơ bản chi phí phẫu thuật đối với cả thay van sinh học sẽ đắt hơn so với van cơ học. Chi phí này dao động đối với người bệnh có bảo hiểm y tế sẽ dao động từ 40 đến 60 triệu. Còn đối với người bệnh không có bảo hiểm y tế thì sẽ dao động từ 100 đến 140 triệu. Đối với cả van tự thân thì đây là một loại van mới, không phải sau khi thay van người bệnh không cần phải dùng thuốc chống đông. Chi phí so với cả thay van sinh học sẽ tăng thêm khoảng 10 đến 20 triệu tùy từng bệnh viện. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.